làm cho mình cái mao mạch của mình nó nộ rõ hơn ở dưới dưới da ấy. Và càng ngày càng nhiều hơn. Còn đi đứng nhiều thì nó bì chân. Công việc của chị là phải đi nhiều, đứng nhiều. Thế nên là nó và nó đi giày cao gót lâu năm nữa. Thế thành ra là mình cũng thấy đấy là một số cái nguyên nhân để nó bị như thế này. Trước đây thì mình rất tự tin về đôi chân của mình. Vừa trắng lại vừa dài nên là chị hay diện các cái đồ ngắn để mình khoe cái vóc dáng của mình. Thế nhưng mà từ khi mà bị như thế này là mình thấy nó rất là mất tự tin. Nên là mình muốn điều trị để cho nó hết, để chuẩn bị mùa hè tới để mình có thể là đi chơi, đi tắm biển, hoặc là mình cứ diện những bộ đồ ngắn sở thích của mình để mình lại tự tin trở lại. Thì đối với tình trạng của chị Hường thì là cả về giãn mao mạch và giãn tĩnh mạch, thì chúng tôi đưa ra phác đồ điều trị đó là dùng laser Mercury LX 2023 đối với để điều trị dứt điểm tình trạng giãn mao mạch, và phương pháp cấy gieo sinh học để điều trị dứt điểm giãn tĩnh mạch của chị Hường. Thì với cái công nghệ hiện tại tại Thẩm mỹ Ohio thì laser đi đến đâu thì cái tình trạng giãn mao mạch của chị Hường là đáp ứng rất là tốt. Thì đối với cái đáp ứng tốt như thế này thì chỉ cần một vài buổi thôi là chị Hường đã có thể làm nhận ra được là cái chân của mình đã cải thiện ra rất là nhiều rồi. Chân là đỡ đi rất là nhiều về cái tình trạng giãn mao mạch rồi.